anh em ơi, đây là anh đang hoàn thiện dần nhá. Đấy, ra cái xoa thừa, xoa dùng máy xoa để xoa xoa dần luôn này. Rất tuyệt vời. Sotha Đồ, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt. Rất tuyệt vời. Cái này có hơi mỏi không anh? Và anh em xem nhá, làm cho các bác thợ là để bóng soi đèn rất là cẩn thận nhá. Đấy, làm nó gọi là rất là gian cả đồ ta gần gần luôn. Khi mà qua trong một lúc là mình dùng là cái tấm thuốc thì là phải phải đi cái đẹp đúng không ạ? Đấy nha, có nghĩa là bên này là xoa máy rồi đúng không ạ? Xoa máy rồi. Xoa máy rồi và bác thợ bác chỉ gọi là mông lại, gọi là dùng một cái tấm xốp để làm phe phẩy lại cho nó đẹp hẳn. Cái này anh Hoa này có thể chia sẻ với anh em là buổi sáng là các anh là phun rồi đúng không? Phun đủ luôn đúng không? Phun đủ luôn nhưng mà mình chưa gạt đúng không anh? Ra thắng không? À phun gạt luôn. Phun mà gạt sơ bộ thế à? Cũng nhớ rồi luôn. À nhưng mà ý là phun gạt gần như là được luôn. Ý là trước khi là mình phun là anh vẫn là bôi xi keo đúng không? Đúng rồi. Sáng trước khi phun ta bôi một lần xi keo lên. Dạ. Sau đó bắt đầu là anh phun lên. Chọn cái bữa nó tốt hơn tốt hơn một chút. Thường là một xi mấy cách anh? Thường là tầm 1-2.5. 1-2.3 gì đấy đúng không? Thì phun lên xong là bôi xịt keo trước này rồi phun lên xong sử dụng thước gạt thẳng. Ta cũng lấy thước nhuyễn. À rồi lấy thước dẹt đúng không ạ? Đó là gạt. Gạt là cái độ phẳng của nó là tương đối luôn đúng không ạ? Thế sau bắt đầu để thế. Lấy thước dây cắt. À rồi sau đấy lấy thước dây cắt. Sau là đến chiều bắt đầu các bác thợ mới dùng nó xoa này đó. Rất là hay anh em ạ. Cái trần này nếu như mà không dùng thước dây cắt thì nó sẽ kéo. À quá hay. Ừ. Có nghĩa là ở đây là anh Hoan và các bác thợ là làm là có nghĩa là khi mà phun lên rồi sử dụng cái thước nhẹt miết và sau đó sử dụng thước dây để cắt để nó tránh cái việc là kéo cái vữa là nó sẽ bị lỏng cái chân đúng không? Lỏng chân thì nó sẽ rất dễ bị gộp đúng không anh? Đó là cái kinh nghiệm của các bác thợ ở đây rất là hay anh em ạ. Đó anh em mình xem là khi phun trần là mình ta phun luôn một dầm, không phải tay chân mình vào được. À phun trần dầm luôn một thể luôn đúng không ạ? Rất là hay đấy anh em xem đấy. Sau đấy chiều các bác thợ lại trộn một cái lớp vữa là một xi một cát hay là một xi một cát để xi một cát mà bắt đầu là gì anh Quang? Quang đây em nha, các bác là đang dùng đèn để soi để làm chuẩn chỉ vừa đây này, nốt mép này. À. Anh em phải hình dung là chúng ta các bác đang làm nhà tư ấy là còn kỹ hơn làm những cái gọi là những cái công trình hay gì rất là nhiều anh em nhá. Nhà tư là không thể đùa được. Vâng, thường là ở nhà người ta kiểm tra rất là kỹ. Như là đúng rồi. Vì một là ngôi nhà của họ mà. Thì anh Hoan có thể chia sẻ với em là từ anh phun và làm trần kiểu này là từ cũng với máy là cũng năm rồi. Và anh làm theo cái cách này thì anh có thấy nhà nào xảy ra cái hiện tượng là nứt nẻ hay bột nước gì chưa? Không bị nhà nào. Vâng, rất là tuyệt vời anh em ạ. Cái đó là
chúng ta từ các anh em khác, mỗi người có một cách làm, nhưng mà anh em hãy tham khảo cái cách làm mà chúng tôi vừa nêu ra để tránh cái hiện tượng là nó phải nứt nẻ hay bục biếc. Anh làm là gần như được 100%. Em nghĩ là dù có một số anh em là dù khi mà ở cái điểm là khi mà người ta gạt đấy, người ta có thể dùng cái thằng nhôm ấy, người ta gạt thì bên kia là người kéo chân, nhưng mà nó sẽ không được đảm bảo, như là ta cắt cái dây cắt cái dây nó không bị trôi chân. Thứ hai là cái da cung này nó có độ dẻo, nó lớn hơn chúng ta vào tay chán còn thun nhôm nó sẽ keo. Anh có nghĩa buổi sáng anh làm thế đó, nói chung là khâu hoàn thiện cuối cùng là buổi chiều đúng không anh? Và anh có thể chia sẻ với anh em là thường thì chúng ta phun trần vào buổi sáng để cho nó có cái lợi ích gì khi mà phun buổi sáng anh nhỉ? Phun buổi sáng cái thứ nhất là một trong cái buổi sáng ấy là nó có dài thời gian để buổi chiều mình đủ thời gian hoàn thiện. Nếu như mà ta phun chiều thì tối ta không hoàn thiện được Nghĩa là cái cách sắp xếp công việc anh em ạ. Đấy, buổi sáng phun với lại buổi sáng thì thực ra là nó cũng đặc biệt là nam nắng thì buổi sáng nó mát mẻ hơn anh nhỉ. Nó cũng đỡ cái sự co ngót hơn nữa. Co ngót. Thế là cái vữa này là nó có phụ gia đúng không anh? Nên là theo cái thực tế mà anh làm thì lâu giờ thì cái vữa có phụ gia này bây giờ làm thì nó dễ hơn hay là khó hơn anh? Ta quen tay rồi, dễ hơn. Quen rồi, ta làm thế nó dễ nhẹ tay. Các bác thợ thì cho em hỏi các bác là cái vữa mà ngày xưa mà các bác làm ngày xưa giờ đấy, với lại cái vữa bây giờ mà có một chút phụ gia vào thì mình có dễ làm hơn hay khó khăn hơn? Cái này thì có ít phụ gia vào thì nó dễ làm hơn, nó cao hơn và cái đồ tức là nó chậm và nó cứng hơn một ít. Có nghĩa là mình tung ra các bác có thể là túc tắc làm đúng không ạ? Đúng rồi, nó không phải vội vã đúng không? Rất là tuyệt vời anh em ạ. Và cái chỗ nào mà ví dụ là hơi lâu, có nghĩa là gần cháy có thể là dùng cái mút bật nước lên là được đúng không? Đúng rồi. Đấy, anh em xem các bác làm rất là kỹ.